Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mac Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng được Mac Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Võ Văn Khách. Địa điểm là tại An Thạch, Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Khách đã vừa đang cùng với lại các kiến trúc sư của Mac Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Công trình này nó giống đâu đấy một căn biệt thự mà chúng ta đã từng xem ở khu vực Lâm Đồng, Đà Lạt rồi. Thì đây cũng là một trong những cái mẫu biệt thự khá là đẹp, khá là đẳng cấp. Các bạn thoạt nhìn qua cái phong cách cái thiết kế của Mac Home là các bạn sẽ nhận ra được ngay, nó không quá cầu kỳ, tuy nhiên là nó lại thể hiện nên được những cái nét đẹp, nó đơn giản nhưng mà nó rất là tinh tế. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ông Tuấn đến từ Mac Home. Mac Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mac Home đã có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Các bạn nào yêu thích kênh của chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế với những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Bạn nào ở xa hay bên nước ngoài liên hệ qua số line chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Bạn nào muốn xem lại video hay mở nhà đẹp, chúng ta có thể truy cập vào trong website của Mac Home, tên miền là thiết kế thi công trọn gói .com viết liền không dấu, hoặc là chúng ta click vào trong cái đường link ở ngay phía dưới video. Thì trên này Mac Home đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ như chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây là một trong những chương trình khá là thiết thực cũng như thể là hỗ trợ khách hàng rất là kịp thời khi mà khách hàng có nhu cầu hoặc là thiếu vốn khi mà làm nhà. Hai là từ tháng 11 thì Mac Home ra mắt dòng thẻ Mac ID. Đây là một trong những dòng thẻ mà khách hàng sẽ được chiết khấu rất là cao, cũng như thể là giúp cho người thân, bạn bè, gia đình của mình được hưởng cái phần chiết khấu đó. Ngoài ra thì khi mà sở hữu những cái phần Mac ID này thì khách hàng sẽ được rút thăm trúng thưởng hay là được chăm sóc một cách rất là đặc biệt. Thế nên là chúng ta hãy nhanh tay đăng ký để sở hữu một thẻ Mac ID này. Chỉ cần ký kết hợp đồng từ tháng 11 năm 2020 trở đi là chúng ta sẽ được tích hợp và được tặng một thẻ này. Các bạn có thể cất thẻ vào trong ví như thể là một thẻ ngân hàng. Chúng ta có thể mang theo bất kỳ lúc nào. Ngoài ra thì Mac Home đang chạy rất nhiều chương trình, ví dụ chương trình đặt cọc trước trong năm để nhận ra phần quà chiết khấu ưu đãi. Ví dụ như ra đầu năm chúng ta khởi công thì ngay từ bây giờ các bạn hãy nhanh tay đăng ký để nhận đặt cọc ưu đãi từ 3 đến 8%. Đây cũng là một trong những chương trình tri ân của Mac Home nhân dịp xuân đến Tết về. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay, thì trước hết chúng ta thấy rằng đây là một căn biệt thự, một căn biệt thự rất là đẹp. Mang cái phong cách tân cổ điển một chút. Thế thì vì sao chúng ta biết được là nó là căn biệt thự hay là biết được nó chỉ là một căn nhà 2 tầng? Thì với những cái kiến thức, với cái định nghĩa riêng biệt về biệt thự thì các bạn lưu ý cho tôi là ít nhất là nó phải có tối thiểu 3 mặt tiền, 3 mặt tiền tiếp xúc với thiên nhiên. Cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là chúng ta phải có diện tích nó tương đối rộng, chí ít cũng phải từ 150 mét vuông trở lên mỗi sàn. Thì khi đấy chúng ta mới định nghĩa nó khác so với lại một căn nhà bình thường. Bởi vì hình dáng bên ngoài nó giống hệt nhau, nhưng tuy nhiên nó khác nhau ở chỗ là diện tích của nó lớn hơn. Thì chúng ta sẽ để ý để chúng ta phân biệt được những cái thiết kế của chúng ta. Ngoài ra thì công trình này sử dụng cái gam màu trắng kem. Đây là một trong những cái gam màu nó tương đối là đẹp. Nếu như chúng ta không muốn lỗi thời thì các bạn hãy chỉ nên sử dụng những cái gam màu nó đơn sắc, nó tối giản thôi. Đặc biệt đấy là những gam màu trắng, trắng kem, trắng sứ, hay là một số những cái màu như màu xanh, màu ghi, những cái màu nó mang ra sắc thái mà nó nhẹ nhàng. Ngoài ra thì công trình này được thiết kế với bậc ngũ cấp. Đấy, như tôi nói rồi, bao giờ những công trình 2 tầng thì chúng ta hãy nên ưu tiên nó là hệ bậc ngũ cấp thay vì bậc tam cấp hay là một cấp. Sang một góc khác, đây là góc nhìn từ phía trên mái xuống. Cái màu mái chúng ta thấy nó rất là lạ. Thì đối với lại ngày nay thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cái gam màu mái nó khác nhau. Nó không nhất thiết phải là màu ngói đỏ như ngày xưa, không nhất thiết phải là màu ngói xanh, mà bây giờ nó có rất nhiều gam màu, màu tím, màu ghi, màu than, màu hồng, nói chung là có mọi loại màu cho các bạn có thể lựa chọn. Ở phần lan can công trình này thì chúng tôi sử dụng là sắt sơn tĩnh điện. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng nhôm đúc chân không, nhôm đúc chân không cũng được. Toàn bộ hệ cửa sổ và hệ cửa đi, đặc biệt là những cái phần cửa đi ở trên tầng 2 thì chúng tôi đang sử dụng dòng nhôm hệ sinh pha chính hãng các bạn nhé. Nói về sinh pha thì các bạn phải phân biệt cho tôi rõ về sinh pha loại gì, bởi vì trên thị trường ngày nay chúng ta có rất nhiều dòng sinh pha, ví dụ sinh pha Quảng Đông này, sinh pha Việt này, hay là các bạn lựa chọn những sinh pha hàng tàu. Đấy, nói chung là nó có rất nhiều dòng, mặc dù tên gọi nó giống nhau nhưng tuy nhiên chất lượng nó lại khác nhau, đơn giá nó khác nhau hoàn toàn.
Đây là về phần mặt đứng chính công trình, để các bạn thấy nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Mặt đứng chính chúng ta thấy được toát lên được cái sự sang trọng và bề thế ở trong khuôn viên công trình. Toàn bộ phần trên đế như các bạn thấy đây, chúng tôi ốp bằng cái đá. Đá này nó hơi có độ sần sùi để nó tạo nên những cái vẻ đẹp, với vẻ chắc chắn ở phía dưới chân đế của công trình. Trong thiết kế nó có một cái nguyên tắc bất di bất dịch, đấy chính là cái ngôn ngữ người ta gọi là tông sạch tông, hay là cái sự lặp đi lặp lại của hình khối, của vật liệu, của những cái điểm trang trí. Chứ chúng ta không nên lựa chọn, ví dụ như các bạn lựa chọn mặt tiền bên này là một kiểu cách, các bạn sang bên kia là một kiểu cách, hay là những cái đầu cột, bát cột, nó khi mà nó không có sự lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ thấy cái công trình chúng ta nó bị rời rạc. Nó bị rời rạc, nó không có sự liên kết, không có sự đồng bộ, thì nó sẽ khiến công trình của chúng ta rất là xấu. Khi mà thi công trên mái ấy, thì các bạn để ý cho tôi là chúng ta phải có cái phần chống sét là một này, những cái phần giá đỡ của mái để nó chống cái võng mái cong vênh ở sau này. Và các bạn lưu ý là chúng ta phải đổ đối trọng của mái. Rất nhiều những người thợ người ta nhìn những cái hình ảnh ở trên mạng người ta cóp nhặt, thế nên là người ta thi công nó bị nứt mái, nó bị võng mái, bởi vì chúng ta không có cái biện pháp kỹ thuật thi công mà nó chính xác. Mọi thứ nó đều là mày mò, thế nên là khổ nhất vẫn là những người chủ nhà. Bởi vậy là trong thời đại ngày nay thì chúng ta hãy nên thuê thiết kế. Nếu như nhà nào mà có điều kiện hơn, hay là chúng ta bận việc các công việc hàng ngày, thì chúng ta hãy thuê trọn gói, thì người ta sẽ xử lý cho chúng ta. Các bạn làm sẽ rất là nhàn, thay vì các bạn phải làm với hàng chục tổ thợ khác nhau, các bạn phải làm việc với hàng trăm người thợ khác nhau, và các bạn chỉ việc làm với một người duy nhất, người ta gọi là một đơn vị đứng ra đại diện để làm cho các bạn mọi vấn đề về sau. Đây là góc mặt đứng công trình, mặt đứng bên rất là đẹp. Nói chung là toàn bộ màu sắc công trình là nó khá là tinh tế, nó tinh tế đến cái mức huyền diệu. Các bạn để ý là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua cái phần hồ sơ thiết kế chi tiết kích thước để trước khi chúng ta đi vào trong nội thất công trình này. Các bạn để ý đến cho tôi cái phần mặt bằng tổng thể nào. Trên mặt bằng tổng thể thì khuôn viên khu đất này quá là rộng, quá là rộng, thể hiện gia đình nhà anh Võ Văn Khách là một gia đình đại gia, bởi vì ít ai mà sở hữu một khu khuôn viên khang trang với chiều rộng là 15 mét và chiều dài nó gần gần 80 mét vuông, gần 80 mét dài. Các bạn thấy rằng cái khu đất của chúng ta nó quá là rộng, nó quá là lớn. Với cái diện tích chiều ngang và chiều dài nó quá lớn, riêng đất này mà mang đi bán thì các bạn cũng hiểu rằng là chúng ta đang sở hữu một khối tài sản nó kếch xù, kếch xù. Tiếp tục rồi đấy, chúng ta sẽ vào trong mặt bằng chi tiết tầng 1 nào. Trong mặt bằng chi tiết tầng 1 thì các bạn để ý đến cho tôi là cái chiều ngang. Chiều ngang của chúng ta có chiều dài là 18,8 m và chiều rộng là 9,7 m, chưa bao gồm sảnh chính và sảnh phụ. Đấy, các bạn thấy rằng cái kích thước của chúng ta nó rơi vào tầm 200 m², gần 200 m² mỗi sàn. Nó quá là lớn rồi, nó quá là lớn. Thì với 200 m² như thế này, chúng tôi sẽ bố trí công trình gồm 3 lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính, một lối đi vào từ sảnh phụ và một lối đi ra sau hành lang phía sau để ra sân vườn. Trong cái nguyên lý thiết kế thì các bạn lưu ý rằng chúng ta không được thiết kế đồng trục xuyên tâm, tức là tim của phần sảnh chính không bao giờ nằm trên tim của phần sảnh phụ. Đấy là cái bất di bất dịch. Cái thứ hai là gì, ở sảnh chính bao giờ cũng là sảnh lớn nhất, đặt ở vị trí đẹp nhất, bởi vì trong cái quan niệm về phong thủy chúng ta biết rồi. Trong một ngôi nhà phải có người đứng đầu, hay trong một đất nước cũng phải có người đứng đầu, thế nên sảnh chính là cái sảnh lớn nhất để chúng ta đón tiếp. Chứ nếu như các bạn làm sảnh chính nó nhỏ hơn sảnh phụ thì chúng ta sẽ bị tranh chấp nó khá là lớn, bởi vì khách hàng hay là bạn bè đến chơi nhà người ta không biết là nên vào trong sảnh nào trước, sảnh nào sau. Đấy, nó rất là tai hại chỗ đấy. Khi vào từ sảnh chính chúng ta sẽ gặp ngay khu vực phòng khách. Phòng khách rộng 35,5 m². Phòng khách sẽ liên thông với khu vực phòng thờ rộng gần 20 m². Ngoài ra thì chúng ta có một cái sảnh phụ đón tiếp đi lên bậc cầu thang. Một cái điều thiết kế bậc cầu thang bất di bất dịch các bạn phải lưu ý trong phong thủy là gì, người ta kiêng cái bậc cuối cùng mà nó chạy thẳng mặt ra bên ngoài sảnh chính. Cái đấy người ta gọi là tiền tài đi làm được bao nhiêu sẽ trôi dạt ra bên ngoài bấy nhiêu, tức là thất thoát đi bấy nhiêu đấy. Ngoài ra thì chúng ta có một khu vực phòng bếp rộng gần 20 m², một khu vực phòng master, phòng giường ngủ đây rộng 30 m². Các bạn đã thấy phòng ngủ nào mà rộng tận 30 m² chưa ạ? Thì trong những căn biệt thự thì cái kích thước của chúng ta nó không có giới hạn. Ngoài ra thì chúng ta còn có cả phòng tắm nằm này, tắm đứng này, phòng chưa nói là kể cả xông hơi. Đấy, các bạn thấy là trong ngôi nhà chúng ta nó khá là lớn. Cái phòng master này nếu là tôi thì tôi sẽ khuyên anh khách chúng ta thay đổi một chút. Một chút ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta hãy nên ngăn cách không gian ở phía sau này thành một phòng thay đồ.
Nếu như các bạn đã thường xuyên đi vào những căn hộ của các minh tinh, các nghệ sĩ hay là các diễn viên, các bạn sẽ thấy rằng là trong phòng ngủ của họ có một phòng thay đồ, trong đấy có những hệ tủ nó rất là đẹp. Ở trong đấy chúng ta sẽ trưng bày toàn bộ như giày dép này, thắt lưng này, đồng hồ này, túi da, túi sách, quần áo. Đấy, chúng ta mỗi buổi sáng thức dậy là chúng ta sẽ biết là phối đồ bộ nào đi với bộ nào, và nó cũng là một cái hình thức trang trí. Bởi vì những người có điều kiện là người ta sẽ thích mua sắm, cái mua sắm để thỏa mãn cái niềm vui thôi chứ không phải mua sắm để chúng ta sử dụng. Lên trên tầng 2. Trên tầng 2 thì các bạn thấy rằng chúng ta có một phòng sinh hoạt chung và 3 phòng ngủ, mỗi phòng cũng quá là lớn các bạn ạ. Mỗi phòng lại đều có nhà vệ sinh khép kín, trong đấy diện tích mỗi phòng nó cũng từ 16 đến gần 30 mét vuông. Đấy, các bạn thấy cái không gian của chúng ta, một cái căn biệt thự quá là đẹp mà quá là sang trọng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua nội thất công trình này để biết được từng góc cạnh trong ngôi nhà, chúng ta hình dung nó dễ hơn à. Đây là góc bên trong không gian bếp. Trong không gian bếp thì chúng tôi sử dụng chất liệu chính là gỗ sồi Mỹ nhập khẩu. Ngoài ra là các bạn có thể sử dụng gỗ hương, gỗ lim hay là những cái gỗ như thể gỗ óc chó. Các bạn thấy rằng nội thất ở bên trong nhà, màu sắc của nó cũng tương tự, phong cách của nó cũng tương tự như bên ngoài ngoại thất. Phần tường và phần trần chúng ta sử dụng những cái hệ phào chỉ, nó tương đối là đơn giản thôi nhưng mà nó tạo hiệu ứng rất là tốt. Phần sàn công trình chúng ta sử dụng gạch 1m x 1m, hoặc là các bạn sử dụng gạch 80 x 80 đều được. Đây là không gian khác ở trong phòng khách. Các bạn thấy điểm nhấn của chúng ta trên diện tường là một cái gương đồng mạ vàng rất là đẹp. Nó tạo nên cái sự khác biệt. Còn đây là cái sảnh khánh tiết, gọi là sảnh đón, từ trong sảnh phụ chúng ta đi vào. Các bạn thấy rằng là sảnh này chúng ta thấy nó khang trang như một cái sảnh khách sạn. Đây là không gian phòng khách. Các bạn thấy bộ sofa phòng khách cũng được thiết kế với gam tân cổ điển một chút. Đấy, những cái hệ vách tivi, những cái bộ bàn ghế rất là đẹp. Đấy, vô cùng phù hợp. Ngoài ra thì phòng thờ các bạn thấy đây, chúng ta còn thêm một cái trường kỷ. Đấy, một cái sập cũng khá là lớn. Đấy, với cái thiết kế nó tương đối là hiện đại, nó tinh tế. Đấy, các bạn thấy là trong cái thiết kế chúng ta nó không quá cầu kỳ. Đấy, không quá diêm dúa, không cần phải trần gỗ, không cần phải sàn gỗ, mà chúng ta vẫn thể hiện lên được cái sự đẳng cấp và tinh tế ở trong sự lựa chọn của gia chủ. Đây là phòng vệ sinh. Còn đây là phòng ngủ 03. Phòng ngủ 03 thì chúng ta thiết kế theo phong cách luxury một chút. Đây, trong phòng ngủ 03 rất là đẹp. Nói chung là chúng ta hơi thiên về luxury tân cổ, khá là đẹp. Về nội thất ấy, thì các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi đến hai cái yếu tố chính. Thứ nhất là chất liệu. Chất liệu thì chúng ta thường chia ra làm hai cái trường phái rất là rõ ràng. Một là gỗ công nghiệp, hai là gỗ tự nhiên. Chúng ta chỉ chia rõ ràng hai cái trường phái đấy thôi. Hoặc là cái thứ ba là kết hợp giữa gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên. Cái này nó lại được hay nhiều người sử dụng. Như đây là trong phòng master. Phòng master này các bạn thấy rằng chúng ta có phòng thay đồ này. Đấy, có bộ ghế này, nó khá là tinh tế. Có nguyên cả một cái đèn chùm ở trong cái phần phòng ngủ của chúng ta, nó rộng như thế là một cái resort cao cấp. Đấy, cái phòng master, đấy các bạn thấy rằng cái chất liệu này người ta gọi là luxury các bạn nhé, luxury. Nó rất là tinh tế bởi vì toàn bộ những cái đường nét như thế này đều là gia công hết chứ không phải là chúng ta mua sẵn đâu ạ. Đây là phòng 02. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái phần chiều cao và những cái bóc tách kỹ thuật chi tiết công trình này. Công trình này có chiều cao công trình. Chúng ta xem qua phần mặt đứng và phần mặt cắt. Đây là về cái phần mặt đứng công trình. Công trình này có kích thước chiều cao thông thủy tầng 1 là 4m1, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3m6 và chiều cao thông thủy tầng 3 rơi vào tầm ở khoảng 3m1. 4m1 ở nguyên cái tầng mái. Như vậy là kích thước từ đỉnh mái đến cốt 00 của chúng ta là 11m8. Đấy, 11m8. Tương tự đối với lại ba cái phần mặt đứng còn lại. Đấy, 3 phần mặt đứng còn lại. Và phần mặt cắt công trình. Để các bạn thấy rằng là trong cái thiết kế của chúng tôi nó rất là chi tiết, rõ ràng. Nếu như các bạn thường xuyên theo dõi thiết kế của Mac Home thì hầu hết là không có những đơn vị khác có thể làm những bộ thiết kế chi tiết được như thế này. Nó dễ hiểu, đặc biệt là những người thợ khi mà đã làm việc với những bộ bản vẽ này, người ta quá là dễ hiểu. Chỗ nào cũng có kích thước, chỗ nào cũng có bóc tách chi tiết. Và mọi thứ nó thể hiện rõ ràng lên từng bản vẽ. Chúng ta đừng nên nhìn quá nhiều về 3D, bởi vì sao 3D nó chỉ là hình thức ở bên ngoài. Quan trọng là hồ sơ kỹ thuật. Và các bạn lưu ý rằng một bộ hồ sơ của chúng tôi nó rất là dày.
Đấy, đây chỉ là mình hồ sơ kiến trúc đã gồm vài trăm tờ rồi, chưa kể là kết cấu, điện nước, rồi là dự toán chi tiết. Đấy, dự toán chi tiết, đặc biệt là cái cách tính dự toán chi tiết của Mang Home, chúng tôi thiết kế nó cũng khác hoàn toàn so với lại những đơn vị khác. Thường những đơn vị khác ấy, người ta không đủ năng lực nên thường người ta sẽ nhận vo. Còn khi nhận vo rồi thì các bạn hiểu rằng là chúng ta không có sự thống nhất, nó rõ ràng ngay từ ban đầu. Đấy, mọi thứ nó đều là nhận vo thêm mét vuông. Còn đối với lại chúng tôi thì chúng tôi sẽ bóc tách cho các bạn biết là hết bao nhiêu gạch, bao xi, bao sắt và mỗi chủng loại đấy sẽ ứng với vật tư loại gì. Và đơn giá của nó tại địa phương, tại khu vực của mình đang là bao nhiêu thì giá của chúng tôi phải cạnh tranh được đơn giá đấy. Thì dĩ nhiên chủ nhà mới làm việc với lại các đơn vị như Mang Home. Thế nên là các bạn luôn yên tâm rằng đã làm việc với lại Mang Home thì đơn giá luôn là rẻ nhất và những cái chính sách bảo hành, bảo trì cũng như để chăm sóc khách hàng của Mang Home luôn là tốt nhất. Một cái phần quan trọng không thể thiếu nữa là gì ạ? Là chính là cái kích thước lỗ ban, như tôi đã nói rồi, cái này các bạn không thể bỏ qua được bởi vì nó liên quan đến tài lộc, nó liên quan đến vận mệnh của gia chủ. Bằng cách là chúng ta kiểm tra qua bằng cách các bạn vào trong mục thước lỗ ban. Chúng ta nhập thông số vào, ví dụ như 1600. Thì nó sẽ rơi vào cái cung tác quan, cung này nó nằm trong khoảng quý nhân, đây là một khoảng rất là tốt. Gặp khoảng này thì gia chủ sẽ luôn gặp những điều khả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè thì trung thành, con cái thì thông minh hiếu thảo, rất là tốt. Đấy, về cái cách tra cứu thì tôi đã nói các bạn rất nhiều rồi. Chúng ta phải trừ đi phần khuôn bao phào nẹp, trừ đi những phần cố định. Đấy, để chúng ta tính toán ở phía bên trong. Rồi, như vậy là ngày hôm nay tôi đã vừa giới thiệu với quý vị và các bạn một bộ hồ sơ chi tiết về công trình của nhà anh Khánh, nhà anh khách rất là đẹp. Tôi phải khẳng định đây là một mẫu biệt thự, nó quá hoàn hảo và quá tinh tế. Bạn nào có nhu cầu thiết kế hay là thi công trọn gói, các bạn nhanh tay liên hệ với Mang Home qua hai số online là 0964458858 hoặc là 0828133333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình.